Anh ơi, nước nè. Thấy quen rồi. Dạ. Đang làm gì? Em đang quay video. Video hả? Anh làm gì? Anh đang nào ăn. Anh đang chuẩn bị đi cài hình mục. Anh nghe rằng có đi cài ở Việt Nam phải không? Dạ. Cho nên anh muốn nào ăn đi cài Hàn Quốc original cho em. Dạ. Sao để anh muốn em muốn đi cài cho anh nhỉ? Ok. Bây giờ anh sẽ. Có nói tiếng không? Dạ nói tiếng. Real. Bây giờ anh sẽ làm mì cay Hàn Quốc cho mình ăn nè mọi người. À, để coi nguyên liệu gồm có gì ta. Ảnh đang sắc hành. Hành này hành lớn, hành Đà Lạt nè. Hành Đà Lạt. Rồi nguyên liệu gồm có củ này. Này là tỏi. Ủa, không phải hành tây, hành tây. Còn cái này là cải nè mọi người. Đó. Với bịch thịt xông khói. Đây. Mày chắc xài không hết đâu, anh xài ít à. Với trứng. Nè, trứng gà. Mình có cần bột ớt không anh? Ừ. Chili powder. Dạ đúng rồi. Rồi bột ớt này nữa nè mọi người. Nè. Đó. Rồi thêm dầu ô liu. Rồi đây là nước tương Hàn Quốc nè mọi người. Cái chai nước tương nó vậy nè. Mình nước ăn thì Hàn Quốc. Mình ăn thì mình cảm thấy nước tương Hàn Quốc nó mặn hơn nước tương của mình. Đó. Rồi cái này là giá của mình. Mình làm cho nên để thêm vô. Với thêm hai cái bịch mì này. Mì này gọi là gì anh? Do là ramen. Tức là mì nóng. Dịch cho tiếng Hàn là mì nóng. Đó. Xong. Nguyên liệu đơn giản thôi. Hành này thì ảnh cắt ra nhỏ nhỏ vậy. Đó. Hành tây thì ảnh cắt ra như vậy đó mọi người. Con tôi xin. Thịt xong khói các bạn cắt vậy nè. Và egg rồi, bacon. No, không phải là egg rồi. Samgyeopsal. We use samgyeopsal to make this, but không có samgyeopsal in your, so I use this. Đây, trong cái gói mì này sẽ có hai cái bịch sốt. Bịch này. Với còn bịch nữa. Bịch này. Đó, mì nè. Mình mở mì ra cho ảnh. Thì hồi nãy ảnh nói á mọi người, cái món này á người ta có thể dùng thịt ba rọi, nhưng mà ảnh nói bên đây mình đang không có thịt ba rọi cho nên là mình sử dụng thịt xông khói ba rọi cũng được. Bây giờ ảnh sẽ bắt đầu nấu ăn. Ảnh để một ít dầu ô liu vô. Sau đó ảnh cho hành vô. Rồi ảnh cho thịt vô luôn nè mọi người. Bây giờ anh sẽ làm sốt nè mọi người. Anh cho 2 muỗng nước tương vô. Bây giờ anh mở bột ớt, anh bỏ bột ớt vô. Anh cũng để 2 muỗng bột ớt luôn. Sau đó anh đảo đều và anh chuẩn bị để rau vô. Rồi xào lên cho nó như vậy nè. Rồi sau đó là ảnh đun một nồi nước sôi lên. Rồi anh bỏ tất cả những cái hồi nãy mình xào lên vô trong cái nồi nước đó. Rồi đến khi mà cái nồi này sôi rồi. Đây là hồi nãy nước sốt, cái sốt trong gói mì nè mọi người. Mình cho mọi người xem á. Nè, bây giờ mình bỏ sốt này vô luôn. Cái gói gia vị chứ lộn sốt à, cho vô luôn.
Bỏ mì vô. Vậy là xong. Xong. Đây xong, anh nói xong nè, coi mặt mày nè. Phờ phờ thông. It's almost finished. Hello. Dạ, đây nè mọi người. Đó, vậy là xong rồi đó. Mì ca Hàn Quốc là vậy thôi. Rồi, mình để hành lên. Xong, hấp dẫn ha. Ừ. Chưa, chưa. Được không? Dạ, được. Có gì? Dạ. Đây rồi đi. Còn đây là rau mình để kế bên nè, ví dụ muốn ăn thêm thì nhúng vô ăn thêm. Đó. Đây. Okay, xong. Chân dung đầu bếp của chúng ta đây. Chúng ta bắt đầu ăn nha. Dạ. Ôi, bụng quá rồi. Đói bụng rồi. Xoay sùng sục ha. Thơm lắm mọi người ơi. Coi bộ cái món mì này anh nấu được à. Nè, anh múc ra được một miếng để anh ăn nè mọi người. Hấp dẫn ha. Nước sốt này chắc hơi bị cay đây. Đó. Anh ăn một miếng nha. Dạ. Nóng lắm. Take your time, boy. Really hot. It's okay. Mọi người thấy anh ăn mọi người thèm không? Chứ mình là rất là thèm rồi đó. I really wanna eat when I see you. Mì cay ở Hàn Quốc là mì cay really cay nhưng mà có ngọt like sweet inside, so it's spicy but it's also sweet. Anh nói là mì cay Hàn Quốc mặc dù nó cay nhưng mà nó lại có cái vị ngọt cho nên là ăn ngon vậy thôi. Giống cay quá. Dạ. Mà không cay nhiều. Anh nói đó, nhìn nó thì giống như rất là cay nhưng mà thật sự là nó không cay nhiều. Tại sao? Tại vì chili powder Hàn Quốc. Dạ. Dùng to màu đỏ. Bì bè. Oh, look really spicy. Dạ. Not spicy. Chili powder là bột ớt đó mọi người. Anh nói bột ớt nhìn nó thì nó có cái màu rất là đỏ nhưng mà thật sự là nó không có cay nhiều. Đúng rồi. Nè, ra xét lại này nè. Mà này anh ăn không được mọi người. Có cái hộp ở trong. Ăn gì nhiều rồi. Dạ. Ngon quá ha. Ngon không anh? Ngon. Tại vì anh đâu ăn mà. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ thử cái sốt, cái nước này trước. Mời mọi người trước nè. Mời mọi người. Cái nước sốt của nó ngon quá mọi người. Thử miếng nữa nè. Nó có cái hậu ngọt cay nhưng mà rất là ngon. Đây thử miếng mì nha. Mời mọi người thử miếng mì trước nè. Đây cái đũa mì có miếng thịt nè. Hấp dẫn quá. Mời mọi người. Dính chưa? Ừ, ngon không? Dạ ngon. Cọng mì mềm nhưng mà dai. Cọng mì mềm dai mà cái độ trơn của nó rất là dễ ăn. Ngon. Mì này ăn ngon quá. Anh nấu ăn ngon quá. Good. Master Chef Korean. Dạ, nè mọi người. Em ăn đi. Có cơ hội mọi người mua mì này ăn nha mọi người. Ngon lắm luôn. Thôi bye bye mọi người.